Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng Duhan cần tuyển 3 thư ký tiếng Hoa, mô tả công việc, soạn thảo các văn bản quản trị nội bộ, hợp đồng cho tổng giám đốc và phân bố đến các bộ phận liên quan, tìm kiếm và giao dịch với các đối tác trong nước hoặc nước ngoài nói tiếng Hoa để duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh sản xuất, soạn thảo các văn bản tiếng Hoa, dịch tài liệu Hoa Việt, Việt Hoa theo yêu cầu của tổng giám đốc. Liên lạc với các nhà cung cấp lấy báo giá, lập và theo dõi hợp đồng với các nhà cung cấp theo chỉ thị của Phó Tổng Giám đốc. Lưu trữ, quản lý, chịu trách nhiệm bảo quản hồ sơ tài liệu pháp lý và hồ sơ quản trị nội bộ được giao của công ty. Tiến hành làm các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của Ban Tổng Giám đốc. Yêu cầu: giới tính, nam, nữ, trình độ, trung cấp, tuổi từ 25 đến 29, thông thạo nghe, đọc, viết tiếng Hoa, có trách nhiệm trong công việc, có thể chọn nơi làm việc tại Tiền Giang, Bến Tre, không yêu cầu kinh nghiệm. Quyền lợi: mức lương từ 7 đến 10 triệu, hưởng lễ Tết, ngày nghỉ, các chế độ theo quy định của pháp luật, được hưởng tháng 13 nếu không vi phạm kỷ luật, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn đầy đủ. Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thiết bị Chiếu sáng Duhan, địa chỉ Lô 30, 31, Cụm Công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Mỹ Tho, Tiền Giang. Số điện thoại 02733 854 738 gặp Mr. Tân. Email phòng tổ chức hành chánh.duhan@gmail.com.